Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức của chúng tôi. Và ngay sau đây là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật trong 24 giờ qua. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Rúng động, đòi mua ô tô để chạy taxi, nghịch tử tiễn cha ruột về tắm suối vàng, bất ngờ thủ đoạn tinh vi xóa dấu vết, cuối cùng bóc lịch trọn đời trong song sắt. Thưa quý vị, thời gian gần đây xuất hiện không ít những vụ án đau lòng xảy ra mà hung thủ và nạn nhân lại chính là những người thân trong gia đình với nhau, xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt đời thường, những cuộc cãi vã khiến con người bước vào vũng bùn tăm tối. Như vụ án xảy ra cách đây không lâu ở thành phố Hồ Chí Minh, do xin tiền tiêu xài nhưng không được, cho nên đứa con từng là du học sinh đã liều lĩnh tiễn cha mình về tắm suối vàng. Còn nhớ ngày 7 tháng 6 năm 2022, Công an quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã tạm giữ Nguyễn Anh Khoa, sinh năm 1992, ngụ Phú Nhuận để điều tra. Được biết, Khoa là đối tượng đã tiễn ông NVB, sinh năm 1950, cha ruột của Khoa. Theo thông tin ban đầu, do không liên lạc được với ông B, nên người thân đã tìm đến nhà ông B trong hẻm đường Thích Quảng Đức, phường 5, quận Phú Nhuận tìm, nhưng cũng không vào được trong nhà nên sinh nghi báo với công an. Tổ cứu nạn cứu hộ thuộc Công an quận Phú Nhuận đã cắt khóa căn nhà để vào được bên trong. Tại tầng 3 của căn nhà, mọi người phát hiện ông B đã ra đi tức tưởi. Phối hợp với đội nghiệp vụ thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra hiện trường nạn nhân, Công an quận Phú Nhuận phát hiện bên trong căn nhà có nhiều dấu hiệu lục lọi một số tài sản bị mất. Lấy lời khai của một số nhân chứng được biết, ông B dù tuổi cao đã nghỉ hưu nhưng vẫn thường đi giảng dạy tại một số trường đại học khi được mời. Vợ ông B mất từ lâu, ông B đang sống với người con út tên Nguyễn Anh Khoa. Thời điểm phát hiện ông B, Khoa không có mặt, người dân trong hẻm cho hay Khoa thường xuyên rủ bạn bè về tụ tập trong nhà ông B. Qua kiểm tra hiện trường, Công an quận Phú Nhuận bước đầu xác định đây là một vụ án đặc biệt. Nghi can của vụ án được tập trung vào người con trai ở cùng ông B. Trong khi Công an quận Phú Nhuận tiếp tục phong tỏa hiện trường điều tra làm rõ nguyên nhân, thì các tổ công tác khác đã được điều động truy quét Khoa. Sau 4 giờ, từ khi vụ việc được phát hiện, một tổ công tác phát hiện Khoa đang lẩn trốn trong một khách sạn ở phường 12, quận 10 nên đưa về trụ sở làm rõ. Tại đây, Khoa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Khoa khai trưa mùng 6 tháng 6 do cần tiền tiêu xài nên xin ông B nhưng ông B không cho. Bực tức, Khoa đã thực hiện hành vi mất kiểm soát và chuyện thương tâm đã xảy ra. Sau đó, lục lọi trong nhà tìm tiền vàng rồi khóa cửa nhà lại, lên xe bỏ đi thuê khách sạn lẩn trốn. Ngày 7 tháng 6, sau khi hồi tỉnh lo lắng, sợ hãi vì tội lỗi mình gây ra, Khoa đã gọi điện cho một người quen thú nhận mình lỡ tay tiễn cha ruột về tắm suối mát. Công an quận Phú Nhuận nghi ngờ, trong lúc gây án, Khoa đã sử dụng chất cấm nên đã đưa Khoa đi kiểm tra nhanh. Được biết, Khoa từng được ông B cho đi du học tại Singapore. Sau khi về nước, Khoa sống tại một căn nhà ở phường 12, quận Tân Bình. Thời gian gần đây, Khoa hay về ở với ông B. Liên quan đến vụ việc trên, tiến sĩ luật Đặng Văn Cường cho biết, với kết quả xác minh và theo lời khai ban đầu của nghi phạm, cơ quan điều tra có thể sẽ khởi tố vụ án hình sự theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự để tiến hành hoạt động điều tra theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, ông Cường cho biết nếu bị khởi tố với hai tội danh đặc biệt nghiêm trọng và có nhiều tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, nghi phạm có thể phải đối mặt với hình phạt rất nghiêm khắc. Chớ trêu, chân dung thượng tá chống lưng cho vợ chồng ông trùm Đường Nhuệ, người dân Thái Bình bị o ép đủ đường, lãnh đạo túi đầy tiền nên ngó lơ. Quá bất bình và đau lòng, từng ngụy trang sau lớp vỏ bọc là nữ doanh nhân thành đạt, có nhiều hoạt động thiện nguyện. Đối tượng Nguyễn Thị Dương, vợ của ông trùm Đường Nhuệ, còn nhiều lần sử dụng mạng xã hội để thách thức với cán bộ nhà nước, lặn lội đi hàng trăm km chỉ để thị uy với người dân, dám bình luận trên Facebook của mình. Dùng tiền và uy để che đậy đi sai phạm, chiếm trệ ngồi trên luật pháp, quan chức lãnh đạo ở địa phương chỉ biết im re, không dám hó hé chỉ vì túi nhét quá nhiều tiền. Dân kêu trời vì sự lộng quyền cả năm trời, nhưng chẳng thấy cơ quan nào đứng ra trừng trị và xử tội. Hóa ra phía sau của ông trùm Đường Nhuệ đã được vợ lo lót sẵn đường đi lối bước, đến cả thượng tá tỉnh cũng phải cúi đầu nghe răm rắp, thì đủ biết thế lực này mạnh cỡ nào. Còn nhớ sự việc Nguyễn Xuân Đường, sinh năm 1971, tức Đường Nhuệ, cùng vợ là Nguyễn Thị Dương, sinh năm 1980, trú tại phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình, đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra khởi tố, bắt tạm giam để điều tra, được dư luận rất quan tâm. Trước khi vợ chồng Đường Nhuệ bị bắt, vợ y được biết đến là nữ doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, làm từ thiện và những lần gây náo loạn trên mạng xã hội với khi livestream trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi cả hai vợ chồng bị bắt giam thì nhiều góc khuất, nhiều việc làm phi pháp của vợ chồng đối tượng dần được lộ rõ và lúc này chân tướng nữ doanh nhân thường xuyên làm từ thiện đã được phơi bày. Vụ án này khởi xướng vào 30 tháng 3 năm 2020 khi Dương cùng nhiều đàn em chăm sóc nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường do mâu thuẫn trong việc chuyển phát hành chậm trễ ngay tại trụ sở công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương. Chỉ sau đó 3 ngày gây án,
chồng của đối tượng này là Nguyễn Xuân Đường cũng bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định truy nã với tội danh nói trên. Và tối cùng ngày, Đường bị lực lượng chức năng bắt giữ khi đang lẩn trốn tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Theo báo cáo của Ban chỉ đạo 1593 tỉnh Thái Bình, năm 2008, Đường kết hôn với Nguyễn Thị Dương và sau khi cưới, vợ chồng này bắt đầu hoạt động môi giới buôn bán bất động sản. Từ cuối năm 2010 đến nay, Dương 3 lần đăng ký kinh doanh hộ cá thể, trong đó 2 lần ở thành phố Thái Bình và 1 lần ở huyện Tiền Hải. Tất cả các lần đăng ký và hoạt động kinh doanh đều báo cáo không phát sinh doanh thu và thực hiện việc nộp thuế. Đến mùng 6 tháng 2 năm 2015, Dương thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Đường Dương, công ty bất động sản hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực kinh doanh bất động sản với vốn điều lệ và vốn pháp định là 6 tỷ đồng. Từ khi thành lập đến nay, công ty này chưa thay đổi đăng ký kinh doanh và chỉ nộp tiền thuế môn bài hàng năm. Ngoài ra không phát sinh doanh thu, các khoản thuế khác và vợ chồng Dương Đường tham gia các cuộc đấu giá tài sản, chủ yếu là đấu giá đất đều lấy tư cách cá nhân. Trong năm 2017, vợ chồng Dương Đường tự đứng ra thành lập cái gọi là Hiệp hội Tang lễ Thái Bình và hoạt động có dấu hiệu bảo kê, vơ vét tài sản. Đặc biệt trong thời gian đó, vợ chồng đối tượng có nhiều dấu hiệu bất minh về kinh tế như xây dựng nhà cao tầng, mua sắm xe ô tô và các đồ gia dụng đắt tiền, sở hữu nhiều lô đất có giá trị ở các huyện, thành phố, hoạt động từ thiện, đóng phim, đăng tải trên mạng YouTube, tổ chức các sự kiện mời rất nhiều văn nghệ sĩ nổi tiếng tham dự. Giữa năm 2017, Dương đi từ thành phố Thái Bình lên Hà Nội để tìm một người phụ nữ về một số vấn đề trên Facebook và toàn bộ vụ việc được đối tượng quay lại đăng tải lên mạng xã hội khiến dư luận quan tâm. Tiếp đó vào tháng 2 năm 2017, sau khi nhập cảnh vào sân bay Nội Bài, Dương bị chi cục hải quan sân bay giữ các thùng hàng và y liên tục quay clip phát tán lên Facebook, đồng thời cho rằng các cán bộ hải quan sân bay Nội Bài có hành vi nhũng nhiễu vòi tiền. Thậm chí, Dương còn làm ảnh hưởng đến các cán bộ nơi đây và cho rằng cán bộ hải quan vòi tiền mới cho thông quan hàng hóa khi bị lực lượng chức năng yêu cầu làm tờ khai hàng hóa. Trong đoạn clip ghi lại, Dương nhận mình là doanh nhân thành đạt, có lòng hảo tâm, tận dụng việc sang Nhật Bản đã tham gia đấu giá để lấy đồ về làm từ thiện tại tỉnh Hà Giang. Tuy nhiên, người phụ nữ này lại có những lời lẽ nặng nề đối với cán bộ hải quan. Trước hành động gây náo loạn, không chấp hành quy định của mẹ con bà Dương, chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài đã mời công an đến giải quyết. Chưa dừng lại ở đó, năm 2019, Dương tiếp tục náo loạn tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Vũ Thư và quay phát trực tiếp trên Facebook của mình. Theo đại diện Trung tâm Phát triển Quỹ đất, thời điểm đó, Dương cùng khoảng 7 người đầy mực trên 2 ô tô về để đấu giá. Vừa vào đến cửa trung tâm, đối tượng dùng những lời lẽ hướng về phía cán bộ và quay livestream trực tiếp chia sẻ lên mạng xã hội. Cho đến thời điểm này, chồng đối tượng Dương là Nguyễn Xuân Đường bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thái Bình khởi tố về 2 tội gồm cố ý gây thương tích và cưỡng đoạt tài sản. Riêng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình cũng khởi tố đối tượng Đường Nhuệ về tội cố ý gây thương tích khi cùng đàn em vút má mẹ con bà Đinh Thị Lý tại trụ sở công an phường Trần Lãm 6 năm trước. Trước đó không lâu, công an tỉnh Thái Bình cũng đã có quyết định chuyển công tác đối với thượng tá Cao Giang Nam, phó trưởng công an thành phố Thái Bình, người đã ký quyết định đình chỉ vụ án do Đường Nhuệ và đàn em gây ra. Nhiều tin đồn cho rằng ông thượng tá này là người trung gian trong các thương vụ làm ăn đình đám của Đường Nhuệ. Khi nào có ai gửi đơn kiện tụng kiện cáo thì ông sẽ tự tay xử lý sạch sẽ. Cho nên vợ chồng ông trùm Thái Bình vẫn thản nhiên tung hoành cả mấy năm trời. Theo hồ sơ cán bộ cho biết, thượng tá Cao Giang Nam từng là đội trưởng đội 2 phòng cảnh sát điều tra tội phạm về chất cấm. Năm 2014, ông Cao Giang Nam chuyển về công tác tại công an thành phố Thái Bình và giữ chức phó trưởng công an thành phố Thái Bình phụ trách mảng điều tra, đồng thời là phó thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình cho đến nay. Việc điều chuyển này gây chú ý của dư luận vì thượng tá Cao Giang Nam là người liên quan trực tiếp đến vụ án của Đường Nhuệ và đàn em thân cận được công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo phục hồi điều tra. Hơn thế, ông Nam chính là người ký tên trong các quyết định khởi tố vụ án xảy ra hồi tháng 11 năm 2014 tại trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, sau đó lại ra quyết định tạm đình chỉ điều tra với lý do hết thời hạn điều tra. Tuy nhiên, theo Thượng tá Nguyễn Quốc Vương, người phát ngôn của công an tỉnh Thái Bình, thì việc điều động bổ nhiệm công tác mới đối với Thượng tá Cao Giang Nam là việc làm bình thường trong công tác cán bộ, chứ không phải vì ông Cao Giang Nam liên quan đến vụ án vợ chồng Đường Dương. Về vụ án trên, hồ sơ cho biết nạn nhân là mẹ con bà Đinh Thị Lý bị Đường Nhuệ vút má tại phòng tiếp công dân trụ sở công an phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, khiến con trai bà Lý gặp nhiều vấn đề sức khỏe. Hôm 21 tháng 4, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Thái Bình ra quyết định phục hồi điều tra vụ án nêu trên. Cuộc sống trong tù và dự định tương lai. Mới đây, trong chương trình gửi lời xin lỗi của kênh truyền hình Quốc hội, Đường Nhuệ cùng vợ đã chia sẻ về những chuyện chưa từng kể. Nguyễn Xuân Đường, Đường Nhuệ hiện đang chấp hành bản án 22 năm tù giam
là cái giá phải trả cho hàng loạt hành vi vi phạm pháp luật trong các vụ ăn chặn tiền hỏa táng, cố ý gây thương tích, xâm phạm chỗ ở của công dân. Nguyễn Thị Dương là vợ Đường cũng đang phải chấp hành án 12 năm 6 tháng tù. Trong chương trình gửi lời xin lỗi của kênh truyền hình Quốc hội, Đường Nhuệ cùng vợ đã chia sẻ về nguyên nhân dẫn đến những hành vi phạm pháp cũng như những lo lắng về khối tài sản mà vợ chồng họ ủy quyền cho hai chị gái vợ trước khi đi thụ án. Đường Nhuệ chia sẻ trong chương trình gửi lời xin lỗi đã nói rằng: "Do tôi sống theo kiểu nghĩa hiệp, tôi tin là vậy, có thể mọi người nghĩ là dân anh chị." Về vụ ăn chặn tiền hỏa táng, Đường Nhuệ cho biết: "Dịch vụ tang lễ ở Thái Bình, người ta bị chèn ép thì chính họ tìm đến tôi. Bệnh sĩ tôi lúc bấy giờ nó lên, chất anh hùng nó lên nên tôi nhận lời. Tất cả các dịch vụ người ta thống nhất đưa cho tôi những khoản tiền, tôi không làm vì tiền." Nguyễn Thị Dương nói rằng: "Vợ chồng tôi tin nhau, việc gì của chồng thì vợ ký, của vợ thì chồng ký. Anh ý bảo tôi ký để người ta bầu làm chủ tịch hiệp hội thì tôi ký, chứ cũng không nghĩ chữ ký để đến ngày hôm nay như thế này." Đường Nhuệ cũng tâm sự: "Vợ chồng tôi ký ủy quyền cho hai chị gái vợ 45 tỷ tiền mặt và đất, nhưng từ đó đến giờ các chị ấy không gặp tôi, không có câu trả lời gì nữa." Cũng theo Đường Nhuệ, khi ra tù sẽ dành tất cả thời gian cho vợ, cho con, có thể sẽ không ở Việt Nam nữa mà sẽ đến một nơi nào đấy không ai biết đến mình. Đường Nhuệ từng được người dân Thái Bình đánh giá là một trong những giang hồ cộng cán, nhưng cuối cùng vẫn không thể thoát khỏi mạch lưới pháp luật.